Hey yo, what's up anh Nam? Sư. Ok anh Nam, hôm nay tiếp tục trở lại là mình nha anh Nam. What's up anh Nam nha. Hôm nay chúng ta sẽ có một pha gọi là mở bắt này test nha anh Nam. Test nhân phẩm bắt này hy vọng sẽ gia đình Sancho và Neymar nè. Và đổi lên 7 anh em. Ok, dùm anh em Quơ nha, dùm Nguyễn Tài nha. Ok, cảm ơn em, sau đây cho em Nguyễn Tài nha anh em. Ok, trước khi vào kèo này chúng ta có những kèo hấp dẫn hơn nha anh em. Chúng ta sẽ chơi thằng 7 anh em. Chúng ta sẽ chơi thằng 7. Khá là nhiều nick anh em à, mình mới tích được 100 quy hiệu, chúng ta chơi anh em ơi. Ok, thằng 7. Thằng 7 chúng ta bây giờ chúng ta đang định lấy cái nào đây anh em. Mình đang lia tới gối đó là 9B anh em à. Không biết nên lấy gối 9B không. Thật sự là chắc là phải cố gắng lấy gối 9B thử anh em. 9B nếu mà được thì mà lấy được gối 9B mà để đó nha anh em. Xong rồi chúng ta khô máu gối 15B nha anh em. Không biết có được hay không, hoặc 14. Ok, vào anh em, không biết nhân phẩm tới đó nổi hay không thì chúng ta bắt đầu. 1, 2 nha anh em, mình mới sắp phát hiện một điều quá chơi khá dễ. Ok, 6B nha anh em. Giờ chúng ta làm quả 3 lọt cái nữa không biết được không. Ok, được rồi nha anh em, 9B nha anh em. Có 9B nha em ơi. Giờ chúng ta làm quả 3B nữa cho 12B thì chúng ta húp tiếp. Nó chưa lượm gối cho chắc cú nha anh em. Xong chúng ta chơi lượm gối cho chắc. Ok, mình lượm gói cho chắc nha anh em. Lỡ nó có lỗ thì chúng ta còn cái để đi gỡ. Ok, làm tiếp. Ok anh em, hứa hẹn clip hôm nay hơi dài nha anh em, khá sướng nha. Tiếp anh em ơi. Ok, 1B 2B lụm thôi, sống mà. 2B dính. Đó, nó phải tới 3 lụm. Lụm tiếp nha anh em. Cứ tiếp thôi, sống cứ tiếp. Ok, 3 là 9B tiếp nữa nè anh em, quả òa. Là quả 12B cái húp luôn nè. 12B. 12B anh em. Thôi lụm nha nè, lụm 12B. 12B anh ơi. Bây giờ là khuôn máu gói 15B sao trời. Anh lấy 3-4 tỷ nha anh em. Nói chứ nít lấy mờ lấy. Ôi, lấy 12B trước. Để phòng hờ tiếp. Có 18, có 12 à nha anh em. Có gói tầm 18 chứ 19 lắc. Nếu mà lỏ quá lấy gói này chuyển qua nít kia mở. Ok, ngon đại mình. Ok, tiếp tục đây nè ơi. Mình định không bảo cho anh em coi mấy cái này rồi thôi, nhưng mà cũng phải bảo cho anh em coi chơi anh em ơi. Để anh em chơi nhân phẩm của mình chứ. Sao bữa nay hôm nay tưởng hên nữa chết luôn. Ok, ra mấy cái lỗ mở cho anh em coi luôn nha anh em. Ok, có lỗ mở cho anh em coi chơi anh em ơi. Có lửa không? Dễ gì ô, không có lửa dành được 115 đợi anh em. Ok, lượm tiếp nào ơi. Nhân phẩm cái nữa đây nào. 1B 2B. Ok, 3B. Ok, 3B tiếp. Trời ơi, khó nha. Ok, làm tiếp anh em. Lụm anh em ơi, lửa không, lửa đi, lửa. Trời ơi, lỗ, đạo anh em xuống. Ok, lụm tiếp nào ơi. Giọng ai ra được 15B anh em, giờ chinh phục có 15B nha anh em. Không biết được hay không đây nè. Giờ biết lắm mà, mình nói vậy là cái nó sẽ biệt mình anh em, đạo mà anh xuống. Ok anh em, mỗi lần mình nói ra 15, chinh phục có mấy B cái là game biệt mà. Trời ơi, lỗ anh em, đạo mà anh xuống. Ok anh em ơi. Game ơi, đổ đi game. Game. Kỳ ta, hay nó đầu hên với ồ luôn em, sao kỳ vậy? Đã mình. Ok, lượm anh em ơi, lửa đi, lửa. Trời ơi, không lửa anh em, có lỗ không vậy? Đã mình. Giữa dòng đời này cứ thế nha anh em, cứ thế lặp đi lặp lại nha. Và rồi kết thúc theo năm tháng phai mà. Hả, trò game nó lạng lạng xíu mà game nó vẫn biệp đó mà. Dứt anh em ơi, có lửa không, lửa đi. Trời ơi, này tí không cho lửa vậy anh em. Ok, đợi mình đó nha. Ok anh em ơi, bây giờ mình suy nghĩ là bây giờ mình chơi gói móc B nào không ổn mình lấy nha, đại nha anh em, lấy mở anh em coi chứ chơi kiểu này tập mở tụi mới có lỗ chán anh em ơi. Ok ha, cứ tính như vậy đi. Ok, đợi mình tiếp. Ok anh em, lộn anh em ơi, căng thế nhờ, chứ cái này dung anh em, đứng dung luôn chứ. Sao 7B anh em ơi, lụm 7B mở anh em coi chơi chứ. Ok, lụm 7B mở anh em coi nha anh em. Ok, đợi mình. Bây giờ mình nhận xíu đó mở nha anh em. Xíu mở anh em coi, bây giờ chúng ta tập trung vào vấn đề này đi, đợi mình. Nó phải cứ thế nè mà cứ vô form anh em. Vừa nói vô form anh em mà quải ò gối què dữ vậy ta. Ừ, cái nít này hỏi mình mở quá nhiều gối, đợi mình.
Cái lùm anh em ơi, có lửa không? Lửa đi. Trời ơi, nãy mà không cho lửa TV không đâu mà, đã anh xuống. Nhân phẩm của mình nó luôn luôn là thế anh em ơi, không bao giờ được may mắn. Chán. Gì không được may mắn, mới may mắn được 12B. Nó hơi lộn nha anh em, sướng rồi, vậy là đủ. Ok, này toàn gia min thôi anh em, đã anh xuống. Lùm nữa anh em ơi. Gì đó, gì hết đâu rồi, tạch luôn nè. Quái. Cái gối tạch này sao nó lỏ lỏ anh em, nó TV không à, nó không có tôi hầm luôn cái gì anh em. Ủa, đã anh xuống. Hết cuối nha anh em. Hết cuối nha. Đúng hết cuối luôn. Đó anh xuống. Hết cuối nha anh em. Lửa nha anh em, lửa đi. Trời đời anh em. Ok, đã mình nữa. Xuống. Ok, trước khi vào kèo mở bắt, chúng ta phải gọi một pha gọi là đi đập thẻ cho em lưng Nusama nha. Ok, lưng Nusama, cảm ơn em, sao đau cho em nha anh em. Kèo Peter Jack cũng 7 nha anh em à. Mùa cờ này anh em nhiều, thấy người những khá là nhiều người chơi mùa này anh em à. Không biết sao nhiều người khoái chơi này, không biết sao luôn. Không biết ngon hay không nhờ anh em, nhiều anh em chơi quá ồ luôn á. Chắc ngon lắm hay gì anh em ha. Ok, mình chưa trải nghiệm, mình chưa biết vì điều đó ngon hay không. Trước tiên chúng ta vào đạp, chúng ta vẫn là những dấu án mồi xương xương nha anh em. Ok, đợi mình mồi xong mình quay lại nói chuyện anh em tiếp. Ok, vẫn là dấu án cũ mình ơi. Ngồi cứ thế đợi mình nha. Ok anh em ơi, trở lại hit cuối nha anh em. Hit cuối hy vọng được pha gọi gì đó là mồi ống áp xíu nha anh em, nãy mồi bạch cao không à. Ok anh em, vô phơm đó anh em, ai vô cái khung nha anh em. Nhiều anh em hỏi vì sao biết lên hay xuống thì anh em để cái quyền trên lụm nha anh em. Ok, và beta check của chúng ta liệu còn siêu phẩm nha anh em không. Bọn dự án cũ thôi, tap ra. Wow, dứt. Hai quỷ bà đập lụm. Đứng giả nè, màu mè làm chi cho cuộc sống này xíu sầu bi. Ok, chuyện đó. Ok, 1 2 lộn. Vào đây hiện lên đi. Nghe nó lắc nữa nè mà. Ok, xin lỗi em rất nhiều luôn, anh mày điên quá. Ok, xin lỗi em lưng nha. Thật là buồn cho anh em. Ok anh em, trước khi vào kèo mở bắt máy bắt B đó thì chúng ta đi test nhân phẩm anh 7 anh em ơi. Tìm kiếm anh 7 anh em ơi. Ok, và nick của anh em Nguyễn Tài nha. Sau đây cho anh em nha anh em. Cảm ơn, gửi lời những lời cảm ơn đến những người anh em ơi. Và có những người anh em comment rằng là nói mình phá nít anh em. Thì trước khi mà làm clip mình là cũng là hỏi anh em, những người anh em rất kỹ là mình mới làm nha anh em, chứ không phải là cứ khơi mình diễn lấy nít anh em phá đâu. Có vậy nha anh em. Mà hiện tại là mình thật là anh em nào muốn chơi đấu đen thì cứ bơi dưới phần mô tả thì bút mình dưới nha anh em. Ok, cảm ơn anh em nha. Mình luôn sao đau hết mình mà. Cho anh em chưa vui vẻ thì giải trí là chính hết mà, nhìn em nói thì hơi buồn xíu nha nè. Không sao nè ơi, lấy sự nỗi buồn nó làm động lực để chúng ta bước tiếp anh em. Ok, chơi đây, không còn nói nhiều thời gian anh gì. Bây giờ ra bài dư tức anh là lụm nè. Cứ như thế thôi, lột nhịp dứt. Hồi lửa, có lỗi anh em, bài diêu. Tiếng Anh bài diêu. Tiếng Anh ít tê rước. Giờ bê tiếng Anh, ai vậy? Arnon. Arnon. Vậy là ngon anh em. Vậy ngon. Chắc non giờ lượm người ta, trăm hai mốt. Nói là trăm mươi. Cũng được chứ bộ đúng không anh em. Lâu quá chưa siêu siêu nha anh em, trời mưa luôn anh em. Trời mưa khiến lòng tôi buồn thêm. Nhưng mở ra ắc non cũng được. Được phết chứ bộ. Tính ra ắc non là ngon rồi đó. Giờ bay diêu ắc non hoặc là Jodigo anh em à. Ôi khó nhận, ăn săn bẫy khó nuốt. Thà bỏ chè cũ máy mua gối kia anh em. Ok, tiếp lại lớn. Bay diêu đi, giờ bay diêu đẹp luôn nè. Dạ, Jodigo. Dồ tên nha, Jodigo. Tê, tên nha, tê. Đi rồi nó. Ví dụ chúng ta chơi hai khứa, giao hai khứa này chúng ta làm gì anh em? Chúng ta đâu bán được đúng không? Trời mưa luôn rồi, khiến lòng này buồn thêm thôi. Cố chịu thì chịu luôn mình đây. Ok, cho hôm 2 này chúng ta phải nhét cho hôm 3 anh em ơi. Còn cho hôm 3 này chúng ta phải nhét hai con cho hôm 2. Mới lấy được con 7 đúng không? Ôi buồn thế nha. Còn 120 này chúng ta lấy Secret Board. Ôi khó. Ok, wow, ba mở gối kìa nha anh em, đợi anh. Ok anh em, mở gối 70 nha anh em. Lửa đi, một nhịp thứ nhất, lửa không? Có lửa nha anh em. Hoàng Nguyên Cấp còn ngon. Đức à, CB. CB Đức, Judiger hả? Judiger. Judiger cộng 3. Này mới đúng là Judiger nè, trang bị là hơi sai. Nhưng mà này mới đúng. Lần đầu tiên cái đúng y mình muốn rồi em à. Không biết bao nhiêu tiền ta.
5 tỷ ba. Quá rồi. Thật luôn. Nhiều lế. Tôi đi ghê cộng 3 anh em. Húp nha anh em, lụm nha anh em. Xuống. Ok, đợi mình nữa. Quá đã luôn. Xuống. Ok anh em. Mở bắt lỗ này xíu nữa nha anh em. Mở bắt lỗ này xong với quả kèo xỉn tiếp. Ok, quá ngon vậy vô đưa anh em à. Đã mình nữa nè. Ai còn không? Hà Lan xem màu đi. Xin màu Hà Lan. Xin màu Hà Lan. Sao phân ra cắt. Biết gió. Nhưng không sao vẫn ok đã mình xuống. Ok anh em. Bắt 9B nha anh em, lụm luôn nha anh em. Không biết gia cầu gì đây, bồ đồ nha đi. Anh bảy đi mà, anh bảy. Cũng kiếp tật sẽ. Lỡ. Anh bảy nữa. Bồ đi. Bồ. Sao thấy bắn nhau hoài vậy, cô đời. Thật sự luôn, cô đời có duyên tay bắn nha gì. Cái bay. Đợi mình. Ok anh em, hai bắt này mở từ bắt nha anh em. Không biết bắt nào ngon nhất không biết. Nhưng mà cứ mở đại nha anh em. Bắt 12B nè mà 119. Ây da, bắt 12B. Định mở bắt lỗ trước mà. Định mở bắt 7B trước nè mà. Cuộc đời hôm bữa hôm qua mở bắt này rồi tôi đi. Không biết hôm nay có chui hay không. Lửa đi, 119 đó. Cho 20 cũng được, còn không. Không tốt, không tốt. Ôi ơi. Sao vậy? Dưới chân cô. Trời ơi, dưới chân cô à. Ổ của ta, không biết chân cô ngon nè em. Chị chín rồi, cũng đâu được ngon lắm. Nhưng mà vẫn có đơn không nè. Ồ, hết hồn luôn á. Anh giật mình, nó pháp lắm rồi. Nhưng bắt 7B nó chết nè. Chứ bắt 7B, định mồi bắt 7B mà. Lụm luôn em, bắt này khỏi nhịp anh em. Nhịp này dưới đi lên em lắm anh em ơi. Không nhiều cũng đi. Cuộc đời không có duyên sao á nhờ. Ok anh em mà đang lên bới à. Bán đi. Duyên cô là bán à, ôm ta. Để ôm nhờ anh em. Bán à, ghi rõ anh em ơi. Bán à, dễ đi á. Giờ đập lên bán sao ta. Duyên cô chứ chết chứ. Giờ bán à, ôm nhờ 2 tỷ đó anh em. Thế à, do dự nha. Ok, bye anh em, quá buồn nha, quá bể bê, nó lỗ quá mà. Ok, bye anh em, xuống. Giúp cái này. Mãi là khoảng. Còn đoàn, nó lịch dục. Bể bê, nó cũng chơi. Chúng ta không cần công viên. Mình này, bể bê chúng ta. Chúng ta cần đường nào, chúng ta cần đường. Có đường nào. Cái gì đây? Tôi đừng nghe. Tôi hứa nữa. Hứa cái ám mà. Thua. Trời. Cứ nhìn vừa. Cứ đi cụ với gì đó là cụ. Nóng. Nóng cái khứa luôn. Tập này cụ. Quen cũng dễ mà có 2 tỷ nước dùng cái xe này quá lỏ